Một bát phở này có giá là 55.000 đồng và chỉ cần bỏ ra số vốn bằng 10 bát phở là bạn đã có thể đầu tư chứng khoán. Tin được không? Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại dưới đây và các bạn đang theo dõi Gen Z đầu tư với chủ đề đầu tư chứng khoán với số vốn bằng 10 bát phở. Và vị khách mời trong buổi trò chuyện thân mật của chúng ta ngày hôm nay, gọi anh ấy là một professional chắc là cũng không sai, bởi kinh nghiệm dày dặn trên thị trường cũng như là tình chinh chiến với nhiều con sóng. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Nhìn profile của vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn đã thấy đủ uy tín chưa ạ? Dạ vâng, một câu hỏi bên lề trước là thị trường ảm đạm như vậy thì không biết là cuộc sống của anh Điệp có ổn không ạ? Cuộc sống em ổn không? Thực sự mà nói thì là anh cảm thấy không ổn. Thu nhập của anh giảm theo hệ số chia, đồng nghĩa với anh cũng là người mất tiền trong thị trường. Và anh cũng biết là những người làm nghề tư vấn như bọn anh, những anh em làm nghề tư vấn như anh cũng đều ở trong tình trạng tương tự như vậy. Dạ vâng, cái nghề của anh gọi là nghề broker thì đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thị trường hiện tại thì vẫn liên tục giảm điểm. Vậy nên là nhà đầu tư có tâm lý là e dè việc vào tiền, đấy là chuyện đương nhiên anh Điệp ạ. Tuy nhiên đấy là ngắn hạn, về dài hạn thì em nghĩ đây là một cơ hội tốt để mua vào đúng không anh? Về mặt trung hạn và dài hạn thì Điệp đánh giá đây là một cái cơ hội cực kỳ là tốt để cho tất cả các nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư đã tham gia trong thị trường trong thời gian đảo chân vừa qua hay là những nhà đầu tư mới tham gia. Đặc biệt những nhà đầu tư mới tham gia thì đó là một cơ hội quá tuyệt vời để chúng ta tham gia vào một thị trường gì bắt đầu một cái chân sóng mới. Dạ vâng anh Điệp ơi, thị trường thì liên tục giảm điểm và em thấy là với cái mức giá là khoảng 500.000 đồng bằng 10 bát phở thì chúng ta hoàn toàn có nhiều cơ hội để có thể đầu tư đúng không anh? Tại vì bây giờ là giá cổ phiếu theo em thấy thì đã xuống một cái mức rất là hấp dẫn, rất là rẻ rồi đúng không anh Điệp? Hiện tại định giá cổ phiếu chúng ta thấy là hầu hết là dưới 10.000 đồng một cổ phiếu. Điệp nhớ không nhầm là khoảng dưới 500 cổ phiếu có giá dưới 10.000 đồng. Do vậy đây là cái thời điểm mà rất nhiều doanh nghiệp có chất lượng nhưng bị định giá rất rẻ do cái áp lực bán tháo trên thị trường. Và đây chính là cơ hội lớn để cho những nhà đầu tư trung dài hạn để chúng ta nắm lấy những doanh nghiệp thực sự tốt. Và Điệp đánh giá đây là một cơ hội tuyệt vời. Dạ vâng, thế anh Điệp có thể ví dụ một vài doanh nghiệp mà giá cổ phiếu thì đang rất là rẻ, tuy nhiên thì lại nền tảng cơ bản thì lại rất là tốt không ạ? Thường thì các doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đầu ngành. Ví dụ trong nhóm bank thì Điệp có thể xem xét thấy đó là có STB, có MBB, có Techcombank. Dạ vâng, TCB đúng không ạ? Trong nhóm thép thì Điệp thấy có cổ phiếu Hòa Phát. Hòa Phát HBG, một cổ phiếu quốc dân của ngành thép đúng không ạ? Đúng rồi. Và hai cái ngành đấy, ngân hàng và thép là điển hình đúng không anh? Tuy nhiên thì có nhiều ý kiến cho rằng cổ phiếu rẻ lại là cổ phiếu không tốt. Vậy anh nghĩ sao về cái quan điểm này ạ? Thực ra đây là một cái quan điểm cá nhân, cái góc nhìn cá nhân của mỗi người. Chúng ta chỉ có cổ phiếu rẻ trong khi thị trường đao chen và cái áp lực tâm lý bán quá mức như cái đợt bán vừa qua chúng ta thấy. Còn bình thường chúng ta không bao giờ có được cái cổ phiếu với cái mức giá như vậy. Những cái doanh nghiệp đầu ngành có mức doanh thu tăng, lợi nhuận tăng trưởng đều, có lợi thế cạnh tranh bền vững và cái mức giá quá tuyệt vời để cho tất cả các nhà đầu tư tham gia. Điều nghĩ đấy là một cái giá rẻ, nói thật là giá rẻ nhưng rẻ với người có tầm nhìn chứ không phải là với tất cả các nhóm cổ phiếu. Dạ vâng, rất hay, rẻ đối với người có tầm nhìn đúng không anh? Đúng rồi. Vì vậy nên là giá cổ phiếu nó không đánh giá được là chất lượng của cổ phiếu này có tốt hay không đúng không anh Điệp? Đúng rồi. Dạ vâng, quay trở lại với chủ đề của Gen Z đầu tư ngày hôm nay, đó chính là đầu tư chứng khoán với số vốn chỉ bằng 10 bát phở thôi. Em nghĩ là được, điều này đúng không anh? Được. Với Gen Z thì ở thời điểm hiện tại Điệp khuyên các bạn là chúng ta bắt đầu quá trình tích sản, chúng ta bắt đầu quá trình tham gia vào đầu tư. Đây là một cái giai đoạn mà bạn sẽ có những cái bài học vô giá. Mà sau này có thể 500 triệu bạn cũng không có được cái bài học như vậy. Và chúng ta cứ chiến lược, chúng ta tích sản mỗi tháng chúng ta bỏ ra 500.000. Thực ra là ai cũng có thể bỏ được. Dạ vâng, chỉ cần tiết kiệm đó chính là 10 bát phở thôi là đã có thể tích sản hàng tháng rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng, đó là quan điểm của vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, là các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm một số tiền chỉ bằng 10 bát phở thôi là đã có thể bắt đầu đầu tư chứng khoán rồi. Vậy không biết là các bạn trẻ ngoài kia nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng lắng nghe nhé. Là cần khoảng 2-3 triệu. Chắc là 10 tỷ. Khoảng độ mấy chục triệu đến tiền trăm triệu. 1 triệu. Không ạ, 500.000 thôi á. Vâng ạ.
chỉ số tiền ít như thế thôi. Chưa nghĩ là nếu mà 500 nghìn thì có thể làm ra được bao nhiêu. Cái này thì em chưa tham gia rồi nên là em cũng không biết. Đầu tư. Nếu mình có 500 nghìn thì mình nghĩ là mình sẽ làm gì đó khác. Đương nhiên là sẽ đi đầu tư rồi. Ok, thế thì chị sẽ đầu tư. Vì mình sẽ có một cơ hội mà, đúng không em? Đúng. Ăn thì lúc nào ăn cũng được mà. Đó là quan điểm của các bạn trẻ về vấn đề đầu tư chứng khoán với số vốn chỉ với 500.000 đồng. Và anh Điều ơi, các bạn Gen Z hiện tại đã bắt đầu đầu tư chứng khoán từ rất là sớm, mới chỉ có 18-20 tuổi thôi, chắc chắn là sớm hơn anh Điệp ngày trước đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, vâng, vậy không biết là anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình cũng như là các bạn Gen Z không ạ? Thứ nhất là Điệp xin chúc mừng các bạn. Các bạn là những người đầu tư rất sớm và đó là cái tiền đề để các bạn có thể thành công. Thứ hai là Điệp khuyên các bạn luôn luôn trau dồi kiến thức trong quá trình đầu tư. Chúng ta luôn luôn học hỏi. Bất kể ở giai đoạn nào của thị trường, bất kể downtrend hay là uptrend hay sideways, chúng ta cứ luôn trau dồi, rèn luyện kiến thức, học hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. Thì Điệp tin là các bạn sẽ sớm đạt được cái thành công và đạt được tự do tài chính. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Điệp về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Đầu tư sớm là một lợi thế, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường hiện tại. Và bắt đầu đầu tư thì rất đơn giản thôi, chỉ với số vốn là 500.000 đồng, chỉ bằng 10 bát phở hay là 10 cốc trà sữa mà bạn hay ăn hàng ngày. Rất đơn giản đúng không nào? Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ bây giờ? Và đó là những thông tin trong chương trình Gen Z đầu tư ngày hôm nay mà chúng tôi muốn mang đến cho các bạn. Nếu thấy hay và bổ ích thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của KBSV 88 TV để đón chờ những thông tin thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!